tất cả mọi người Happy New Year và chúc các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe và đặc biệt là không dính Covid nha. Và năm nay thì không biết là các bạn đã có plan đi đâu chưa, nhưng mà mình thì đã set cái trip đầu năm của mình đi Nagoya. Nagoya thì không phải là một thành phố quá lớn, nó là một thành phố công nghiệp của Nhật Bản. Và lý do mình chọn Nagoya để làm chuyến đi đầu năm của mình là bởi vì Nagoya tương đối là gần với Osaka và mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian khi mà đến đây. Vì vậy nên là mình quyết định là dành một ngày để khám phá Nagoya. Và mình biết là một ngày thì sẽ chưa đi hết được Nagoya đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng để đi những nơi cần đến. Và đi cùng mình nào. Mình xuất phát từ ga Osaka lúc 7 giờ sáng. Từ ga Osaka mình sẽ bắt tàu đến ga Shin Osaka để đi trực tiếp tàu Shinkansen, tức là tàu siêu tốc từ Osaka đến Nagoya. Bây giờ sau khi mà đã lấy được vé rồi thì mình sẽ quyết định đi vào trong và tìm tàu. Mình chọn vé tự do, tức là ghế ngồi tự do để có thể thoải mái đi giờ nào thì đi, về giờ nào thì về. Bởi vì vé như vậy, vé tự do như vậy thì có thể không bắt buộc là bạn phải đi đúng giờ đấy, ngồi đúng ghế đấy. Nó rất là dễ dàng cho bạn và giá vé thì cũng không chênh lệch quá nhiều so với cả vé đặt trước. Bây giờ thì bước thẳng vào toa thôi. Tàu siêu tốc ở Nhật, hay còn gọi là tàu Shinkansen ở Nhật, thì là một phương tiện di chuyển hết sức là phổ biến. Nó phổ biến đến nỗi mà bất cứ người nào đi đến Nhật cũng phải đi một lần Shinkansen. Shinkansen thì được coi là niềm tự hào của người Nhật, bởi vì nó được coi là máy bay ở trên cạn, với vận tốc có thể lên đến 320 km/h. Thì Shinkansen là một trong số những phương tiện di chuyển mà có thể nói là nhanh nhất ở Nhật Bản. Và tất nhiên Shinkansen thì như các bạn thấy đấy, ở trong khoang tàu này nhìn cũng không khác gì là trên khoang của máy bay cả. Shinkansen ở Nhật ấy thì thường có 3 loại ghế, là ghế chỉ định, tức là ghế đã được đặt trước, mua trước. Thứ hai là ghế tự do, như là ghế mình đang ngồi. Và thứ ba là ghế xanh. Ghế xanh này nó giống như kiểu là business, cái khoang business, khoang thương gia, hạng thương gia ở trên máy bay ấy. Thì thực ra thì mình thấy chỗ ngồi ở trên cái Shinkansen này, ngồi ở bất cứ vị trí nào thì cũng đều rất là thoải mái, nên là không cần thiết là phải lên green card làm gì cả. Và ngồi ở trên Shinkansen này, nếu như bạn nào ngồi được ở ghế cửa sổ ấy, sẽ có thể ngắm toàn bộ cái quãng đường mà Shinkansen đi qua. Và trên cái tàu này thì như bạn thấy cái vận tốc này không hề dối đâu, nhưng mà cái vận tốc này là vận tốc tàu đang chạy ở ngoài. Ở phía bên trong thì gần như không cảm giác gì cả, nhưng ở phía bên ngoài thì mọi thứ đang di chuyển rất nhanh, tốc độ rất nhanh. Và mình sẽ để cho các bạn ngắm cảnh vật Nhật Bản một chút. Ta-da! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến Nagoya. Và mình đến đây vào đúng ngày mùng 2 tháng 1, nên là đây là ngày mà tất cả các department ở Nhật Bản, trên toàn Nhật Bản sẽ mở cửa. Chính vì vậy nên là các bạn có thể nhìn thấy cái tình trạng mà đang xếp hàng cực kỳ đông đúc ở Takashimaya như vậy. Và vào dịp đầu năm mới thì ở người Nhật có cái một cái custom, tức là có một cái phong tục là đi mua fukubukuro, tức là túi may mắn, lucky bag. Và những cái túi may mắn này thì cũng với đúng cái thông điệp là sẽ đem lại may mắn, nên là người Nhật thường rất là thích đi mua sắm vào những cái dịp đầu năm như thế này để mong mua được may mắn, dùng tiền mua được may mắn. Cái thông điệp rất là hay đúng không? Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay, mình sẽ quyết định là sẽ đặt chân tới bảo tàng Toyota. Nagoya thì vốn đã rất là nổi tiếng là thành phố công nghiệp, thủ phủ công nghiệp của Nhật Bản. Vậy nên là cái sự ra đời của hai thương hiệu lớn nhất là Toyota và Noritake ở Nhật. Chính sự ra đời của hai thương hiệu này đã làm nên lịch sử của Nagoya và biến vùng đất này trở thành thủ phủ của nền công nghiệp Nhật Bản.
Bởi vì đây là lần đầu tiên tới Nagoya nên mình đã không biết rằng bảo tàng này không mở cửa vào ngày Tết. Nên rất tiếc là hôm nay mình sẽ di chuyển tiếp theo đến vườn Noritake Garden. Để nói rõ về thương hiệu Noritake thì chắc là các bạn nhìn qua cái bức áp phích đó thì các bạn đã biết rồi. Noritake là một hãng gốm sứ nổi tiếng ở Nhật và nó đã đưa cái thương hiệu gốm sứ của Nhật Bản lên đến cái tầm cao cấp, bởi vì nó chuyên cung cấp những cái sản phẩm gốm sứ trên bàn ăn của các nhà hàng hạng sang ở Nhật Bản, cũng như là gốm sứ cho những cái bữa tiệc trà chiều. Những cái cốc, những cái ly, cái cup, cái touch của Noritake đã đem lại thương hiệu cho nó. Và mình may mắn bởi mình đang sở hữu hai cặp ly uống trà của Noritake, và mình sẽ giới thiệu về hai cái ly đó trong cái video nào đó gần nhất. Anyways, ngày hôm nay thì đến với cả vườn Noritake vào đúng mùa đông, và lại còn vào đúng cái thời điểm Tết dương lịch như thế này nữa, thành ra là nhìn tương đối là hoang tàn. Mình chắc là nếu như bạn nào đến đây vào mùa hè thì sẽ cảm nhận được rõ cái vẻ đẹp của cái vườn này hơn. Nhưng mà mình đến đây vào mùa đông ấy, nên là gần như là nhìn nó rất là trống vắng, rất là buồn. Nhưng mà mặc dù là nhìn trông có vẻ buồn như vậy thôi, nhưng mà mình tin rằng nếu như mà đến đây vào mùa hè thì cái cảnh sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì hiện tại thì không có mấy lá cây với cả cỏ, nhưng mà cái điều này chắc chắn là sẽ được khắc phục vào mùa xuân, mình tin là như vậy. Và cái vườn Noritake này được nối trực tiếp với cả Iomore. Iomore là một trong số những cái thương hiệu mà siêu thị nổi tiếng của Nhật rồi, chắc là nhắc đến ai cũng biết. Ở Việt Nam thì có một vài chi nhánh đó, các bạn thấy nhìn đó, cái vườn này rất là đẹp nhá. Chỉ là mình đang đi không đúng thời điểm thôi, là nhìn có vẻ hơi hoang tàn. Anyways, cái khu vực nhà đỏ này chính là bảo tàng Noritake. Và như mình đã nói là mình không biết là hai bảo tàng này, bảo tàng Toyota và bảo tàng Noritake, ngày hôm nay đóng cửa. Nên coi như là một chuyến không công đi. Và dù sao ấy thì đến đây một lần rồi mới biết được là ngay cả vào mùa đông ấy, nhìn cái khu vườn này cũng rất là tuyệt. Nhìn thì có vẻ là nắng chói chang, đẹp đẽ, trông ấm áp vậy thôi, trên thực tế là cái thời điểm mình đang đứng ở đây nó đang là -3 độ ở nơi. Và thời tiết này thì chắc chắn là ở ngoài đường sẽ không có nhiều người rồi. Và cái công viên này chắc là lắt nhắt chỉ có một vài người thôi, trong đó là có mình. Khủng quá trời khủng luôn. Nhưng mà nhìn cảnh tượng, cảnh rất là nên thơ đúng không? Rất là đẹp đúng không? Nhìn không khác gì là một cái khu vườn châu Âu cả, không khác gì một công viên ở châu Âu. Hè tới mà có thời gian thì nhất định là mình sẽ đến đây để chụp ảnh làm kỷ niệm, vì cái khu vườn này rất là đẹp. Đây không phải là cái hồ ấy, nó chỉ là một cái hào nước thôi, nhưng mà nước rất là trong, nó rất là đẹp, nhìn cảm giác như mùa thu ấy, trong mắt luôn. Bây giờ thì mình tiếp tục di chuyển tới một địa điểm tiếp theo, đó chính là đến với cả chân tháp truyền hình Nagoya, một trong số những cái chân tháp truyền hình lâu đời nhất ở Nhật, và cũng là trụ sở của NHK nếu như mình nhớ không nhầm. Còn đây, cái này là dành cho những người như mình không thể vào được bảo tàng Noritake. Mình sẽ ngắm những cái đồ sứ, món đồ sứ tinh xảo này qua cửa kính của cửa hàng Noritake. Những gì các bạn đang nhìn thấy thì gốm sứ Noritake, vì sao nó có một cái thương hiệu và cái tuổi đời ở Nhật Bản khá là lâu như thế, bởi vì là gốm sứ Noritake chú trọng vào chi tiết và mang cái tính tinh thần và cái tính chất rất là Nhật Bản. Thành ra là người Nhật, không những là người Nhật mà tất cả những cái trên những cái bàn ăn trên toàn thế giới cũng sẽ có một chút gì đấy dấu ấn của Noritake. Đồ gốm sứ của Noritake thì cũng
chính là niềm tự hào của người dân Naoya, bởi vì nó đem lại một cái số lượng lớn, rất là nhiều việc làm cho người dân nơi đây vào cách đây 100 năm trước. Tất nhiên là mình sẽ không đán lại đây đâu đâu, bởi vì là mục tiêu của mình chính là cái tháp kia kìa. Vậy nên chúng ta hãy đi cùng nhau đến tới đó đi. Nơi hiện tại mình đang đứng chính là khu phồn hoa đô hội thứ hai của Nagoya, chính là khu vực Sakae, Fushimi Sakae. Trong khu vực Fushimi thì gồm có bảo tàng khoa học thành phố Nagoya, nơi mà bị đóng cửa ngày hôm nay, với cung thiên văn lớn nhất thế giới có đường kính vòm là 35m. Với cả ở đây cũng gồm có cả bảo tàng nghệ thuật thành phố Nagoya nữa, nơi mà tọa lạc trong một công viên rất là yên tĩnh. Và một thứ nữa là Misonoza. Đây là một nơi chuyên tổ chức các buổi diễn nhạc kịch Kabuki. Nhạc kịch Kabuki là gì thì mình sẽ nói rõ trong những video lần sau, nếu mà có dịp. Bây giờ thì mình sẽ theo dọc cái con đường này và đi đến Hisaya Odori. Nhìn ra từ cái công viên đó thì chúng ta sẽ thấy Chubu Mirai Tower. Đây là một trong số những cái tháp truyền hình tổng hợp đầu tiên được xây dựng Nhật Bản vào năm 1954, và cũng là công trình được công nhận là tài sản văn hóa vật thể đã được đăng ký cấp quốc gia. Và cái công trình này là cái công trình được cải tạo cổng tổng thể đầu tiên kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 54, và nó trở thành biểu tượng của cái khu vực này. Đi đến cái tầm này thì nhìn trời cũng có vẻ ngà ngà buổi trưa rồi, nhưng mà trên thực tế nhá, là ngoài đường tờ này cũng vẫn còn rất là lạnh. Và mình không hiểu sao nữa, nhưng mà ở Nagoya cảm giác là nó lạnh hơn Osaka rất là nhiều. Mặc dù là nó cũng không phải là vùng trên núi hoặc là vùng ở trên phía bắc đâu nhá, nó là một thành phố ở giữa Tokyo và Osaka, nhưng mà thật sự là lạnh hơn Tokyo và Osaka rất là nhiều. Cái video ngày hôm nay sẽ hơi bị dài một chút, nhưng mà mình tin là nó dài nhưng mà nó đáng, nên là các bạn hãy xem đến hết video này nhé, bởi vì là ngày hôm nay sẽ còn rất dài và bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Và mình sẽ cho các bạn coi một chút ở trong công viên Odori. Chết rồi, mình quên mất cái tên rồi, từ check lại nào. Vâng, thưa quý vị, sau khi tôi check lại thì đây chính là công viên Hisaya Odori. Trời ơi, có cái tên nhưng mà thật là dài luôn á. Ở trong cái công viên này thì các bạn có thể ngắm được tháp truyền hình Mirai gì nhỉ? Lại quên rồi. Khổ quá. Mirai Tower. Đúng rồi, Mirai Tower. Từ đây. Và trong khi enjoy cái việc ăn uống, bởi vì ở đây có rất là nhiều quán cà phê và nhà hàng, nhưng mà ở đây lại không có cái quán ăn mà mình muốn tìm. Bởi vì thực chất là những cái món này các bạn có thể tìm thấy ở khắp nước Nhật. Mình muốn ăn cái mà mình muốn ăn ngày hôm nay là đặc sản của Nagoya, mà ở đây thì lại không có, nên là mình chắc sẽ phải di chuyển đến một nơi khác. Và chờ một chút, mình phải đi qua cái công viên này đã. Wow, mình tìm thấy quán ăn Snoopy nha các bạn. Ở đây thì phục vụ đồ ăn kiểu Tây. Mình không biết rõ là đồ ăn nước nào nữa, bởi vì có cả pasta của Ý và cả burger của Mỹ luôn, nên là mình nghĩ là phục vụ đồ ăn kiểu Tây á. Ok, so chúng ta sẽ di chuyển từ Hisaya Odori đến quán mà mình muốn ăn ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì theo như mình được tìm hiểu từ trước ấy, mình sẽ đi ăn gà Cochin Nagoya vào buổi trưa. Thế nên là bây giờ mình sẽ di chuyển quay lại gà Nagoya để ăn quanh quanh đó, bởi vì mình biết có một quán cũng khá là nổi tiếng ở cái khu này. Đúng kiểu ngày đầu năm luôn, dân tình đi ăn đông vãi chưởng. Đi mà đi tìm quán để ăn thì thôi rồi lượm ơi. Đây là quán cà trà sữa kiểu Nhật nè. Còn đây là quán mà mình muốn đến ăn ngày hôm nay.
có đặc sản Rakuchin của Nagoya. Nhất định các bạn đến đây là phải ăn nhé. Bởi vì mình nghe nói là cái thịt gà này ăn khác so với thịt gà bình thường. Mình cũng muốn ăn thử xem là nó như thế nào. Các bạn cùng vô mình nha. Theo những gì mà mình tìm hiểu được ở trên trang web du lịch chính thức của Nagoya, tỉnh Nagoya, thì được biết là cái con gà này là cái con gà mà sở hữu bộ lông màu nâu đỏ giống như là màu của lá cây sồi Kashiwa. Nên là thịt của con gà này có hương vị rất là phong phú. Và cái con gà Cochin này thì được nuôi và chăm sóc chu đáo từ 4 đến 5 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc là mùi thịt ấy sẽ thơm ngon và săn chắc hơn gà bình thường rất là nhiều. Nghe qua qua cái đoạn này có vẻ như là giống cái mấy cái con gà mái mà nuôi bình thường ở Việt Nam ấy. Nên là mình nghĩ chắc là mình sẽ thử ăn. Chắc là nó phải có cái gì đấy ngon thì người ta mới nói về nó chứ đúng không? Đấy. Và theo như mình tìm hiểu thì quán này cũng là một trong số cái quán mà thuộc dạng spotlight dành cho tourist. Nên là mình muốn ăn thử. Bởi vì chắc chắn là phải có điều gì thì mới khiến cho người ta xếp hàng nhiều như vậy chứ, đúng không? Bây giờ mình đang có ở trên bàn là một set ăn gà Cochin loại đặc biệt. Lý do mình ăn suất đặc biệt luôn là bởi vì mình tin rằng nếu như mà đi du lịch thì bất cứ bạn nào cũng muốn ăn cái gì ngon nhất đúng không? Vậy thì mình sẽ ăn thử cái set này. Và cái set này có giá là 1.800 yên, cả thuế. Bây giờ thì ăn cùng với mình thôi. Ôi dồi ôi, đi từ sáng nên là mặt mũi tôi nhìn ghê ấy. Các ông đừng cười nhá. Cái bát này là gồm có thịt gà được tẩm bột rán, sau đó được chan ở trên là nước sốt của trứng xào với cả một cái gì đấy như là hành tây ấy. Ăn thì mình thấy cũng không khác gì những gì mà mình được biết về gà. Nên là có thể là do lưỡi của mình không phải là lưỡi của người sành ăn, thành ra là ăn mình thấy nó cũng thế, nhưng mà cũng ngon. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn karaage của gà Cochin. Theo như những cái gì mình được biết về karaage thì cái món này y như vậy, nhưng mà nước sốt của nó rất là ngon nhé. Thịt gà thì như những gì các bạn được biết về thịt gà thì cái thịt gà này cũng thế. Nhưng mà mình có cảm giác là thịt gà Cochin có phần dai hơn một chút so với gà bình thường. Bởi vì gà bình thường ở Nhật thì giống như kiểu gà Việt Nam ấy, gà công nghiệp Việt Nam ấy, tương đối là mềm. Và sau khi mà nếm mỗi thứ một tí rồi thì mình thấy vẫn đánh giá là món gà Cochin, cơm Cochin này thì rất là hợp lý, ngon, vừa đủ. Nhìn thì có vẻ to thôi, nhưng cái bát rất là nông ấy. Nên là không phải là mình ăn như heo đâu, mà là bởi vì cái bát nó nhìn trông có vẻ to thôi. Nhưng mà cơm giàn trải ra đấy, không phải là cơm một đống như vậy đâu. Bây giờ thì mình sẽ zoom kỹ vào cái bát mà mình ăn cho các bạn nha. Đây, chính xác thì là nó gồm có cơm, thịt gà được tẩm bột rán và thịt gà luộc. Và cái nước sốt này thì theo như là người nấu, chef có nói thì là được nấu từ nước cốt gà với cả trứng rán. Tức là trứng thì cũng không phải là rán, mà tức là chỉ là một kiểu rán rất là non. Và sau đó tạo thành một cái hỗn hợp như thế này. Rất là ngon, rất là thú vị. Thêm một điều để nói về cái món cơm gà Cochin này, đó chính là cái gạo và cái cơm mà dùng để nấu để ăn của cái thịt gà này. Nó không phải là cơm trắng bình thường đâu các bạn nhé. Nó là cơm trộn với cả hạt và trộn với cả hột mì, tức là hột lúa mì. Hay các bạn nhìn kỹ này, đấy, có cái vạch đen đen này này. Đấy. Sao được tới mình sẽ quay lại đây. Quay trở lại với mặt đất thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến chùa Uskanon nha. Đầu năm mà đi lễ chùa là không còn gì đúng hơn nữa rồi. Nên là năm nay mình quyết định là sẽ đi chùa vào ngày mùng 1 và ngày mùng 2 nữa. Và ngày mùng 2 thì là chùa Uskanon ở Nagoya. Các bạn đi cùng mình ha. Chùa Uskanon
Theo như những gì mình được tìm hiểu thì đây là ngôi chùa thuộc Chân Ngôn Tông, có tên gọi chính thức là Kitano Shinpukuji Hoshoin. Đây là ngôi chùa được biết đến rộng rãi so với cái tên là Oskanon. Chùa này thì cũng có chính điện như mọi chùa, nhưng mà chính điện của chùa này thì đã bị chiến tranh tàn phá và đã được xây dựng lại vào năm 70. Nhưng mà chùa này thì cũng nổi tiếng bởi có cái kho sách cổ Osubunko, và cái kho sách đấy thì được lưu trữ hơn 15.000 quyển, chắc là kinh thư bản thảo, những cái kinh thư bản thảo mà cổ nhất của Nhật Bản, của Phật giáo Nhật Bản thì đều được lưu trữ tại đây. Vào ngày 18, ngày 28 hàng tháng thì chùa này tổ chức hội chợ đồ cổ, nên là nếu bạn nào mà đang sống tại Nagoya thì có thể đến đây vào những ngày đấy. Rất có thể là các bạn sẽ mua được một cái gì đấy hợp túi tiền mà để làm kỷ niệm thì cũng rất là vui. Bởi vì đang có lễ hội năm mới, tức là đang là những cái ngày đầu năm mới, nên là người dân đi lễ chùa rất là đông. Các bạn thấy là họ xếp hàng mà phải thành mấy vòng chữ L luôn, tức là từ đầu cửa chùa cho đến thành một cái vòng như thế. Nói chung là đầu năm mà chùa nào ở bên này thì cũng rất là đông. Và mình nghe nói là chùa Asakusa ở Tokyo đã thất thủ rồi. Và trong số cái đám đông đó thì nghe nói là người Việt mình cũng rất là đông. Bởi vì dù sao thì người Việt Nam mình cũng là những cái người mà rất là tôn sùng đạo Phật, và luôn luôn là mong muốn là đến chùa vào những cái ngày đầu năm để cầu may mắn, vân vân. Nói chung là cả một năm đi làm vất vả rồi mà đến chùa vào những ngày đầu năm mới thì còn có cái gì an yên hơn được nữa không? Không đúng không? Vậy nên là mình tin rằng dịp năm mới tới, Tết Nguyên Đán mới thì các bạn đừng quên là nên đến chùa vào những cái dịp đầu năm để cầu an yên và những cái may mắn trong công việc, cuộc sống trong năm tới. Chẳng ai đến chùa mà không cảm thấy bình an cả. Đặc biệt là khi nhìn thấy những đàn chim bay qua bay lại trên mái chùa như thế này, cảm giác rất là an toàn. Bởi vì người ta, ông cha ta vẫn nói là đất lành chim đậu mà. Sau khi mà lễ tạ xong xuôi thì bắt đầu là nhìn từ phía trên cùng của chùa mà nhìn xuống phía dưới, thấy mọi người nô nức đến chùa như là chảy hội thì em cảm thấy có cái gì đấy nó rất là vui vẻ. Đúng là cái không khí đầu năm này đã lâu lắm rồi mình mới thấy lại được. Bây giờ thì rời xa không khí yên tĩnh của chùa chiền, chúng ta sẽ đi thẳng sang khu phố mua sắm nhộn nhịp, được coi là nhộn nhịp nhất Nhật Bản. Mà tại sao lại là Nagoya? Các bạn hãy cùng đi cùng với mình khám phá cái khu phố mua sắm này nhé. Do nó được coi là có khu phố mà nhộn nhịp nhất Nhật Bản, bởi vì ở đây vô cùng đông đúc và náo nhiệt, với hàng loạt tất cả các cửa hàng bán rất là nhiều sản phẩm các loại khác nhau, từ hàng điện tử này, hàng gia dụng này, đồ trồng cây này, cho đến cửa hàng bán quần áo cũ, lẫn các cửa hàng ăn uống và quán cà phê, cũng như là những quán nhậu. Và cái khu phố này chưa bao giờ vắng người. Đóng góp một phần cho cái sự nhộn nhịp này chính là khu phố này còn có, bên cạnh cái khu phố này này thì cũng có cả phố người Hoa Osu, cũng nằm trên cái con phố mua sắm này luôn. Và gần đó còn có cả giáp hát Osu Ingejio. Ngoài ra thì con phố này cũng là nơi tổ chức rất là nhiều lễ hội xuyên suốt cả năm, như là lễ hội mùa hè này, Osunatsu Matsuri này, diễn ra vào tháng 8 này, hoặc là lễ hội nghệ sĩ đường phố Daido Chonin Matsuri vào tháng 10, cũng như là lễ diễu hành tàu chở châu báu Osu Setsubun vào tháng 2. Nhưng mà chắc là mình sẽ không có ở đây ở tháng 2 rồi, bởi vì mình định là sẽ quay lại Nagoya vào mùa hè. Bởi vì mình nghĩ là mùa đông với mình như thế này là đủ lắm rồi, hôm nay rất là lạnh rồi, nhưng mà đi đến tầm này thì đã đỡ hơn. Tuy nhiên thì đến với cái con phố mua sắm này
thì mọi thứ nó đã làm cái không khí ấm hơn rất là nhiều rồi, đối với rất là nhiều người. Quán cà phê nhìn rất là hay nhá, nhưng mà lát nữa mình sẽ quay lại đây sau. Còn bây giờ thì đi tiếp theo con đường này để đi đến cuối cùng của khóc phố này nha. Wow, tìm thấy cửa hàng Gindaco. Trời ơi, chắc phải 1.000 năm rồi mình chưa ăn bánh ở đây luôn. Hình như là có duyên với chó với mèo hay sao ấy. Nhưng mà hôm nay thì đầu năm, ngày mùng 2 Tết, hai con ý nư sẽ dẫn mình đi sang bên kia. Mình dễ thương không? Một con nhỏ, một con lớn. Đó. Theo kinh nghiệm của một người mà đã đi rất là nhiều phố mua sắm ở Nhật thì như mình được thấy ở đây thì cái phố mua sắm quân sự này thực sự là một cái nơi đáng để đi, đông người thực sự nhưng mà vui theo kiểu đông vui chứ không phải đông theo kiểu chen lấn. Như mình đã nói từ trước ấy, thì cái phố quân sự này thì không chỉ là gồm có những cái cửa hàng bán quần áo, giày dép, vật dụng linh tinh mà còn có rất là nhiều quán cà phê, quán bar, quán nhậu, rồi chưa kể là những cái thứ dễ thương như này, dễ check in này, đấy. Ở trên cái con phố này thì các bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp được rất là nhiều cửa hàng bán quần áo cũ, đồ cũ. Và với cái giá tiền rất là phải chăng thì mình tin là bạn sẽ tìm thứ mà bạn thích ở đây. Đây là mặt quán bar, quán cà phê. Ở Nagoya thì mình thấy một thứ rất là đặc biệt là những cái sạp hàng và những cái bàn ăn ngồi ngoài trời như thế này mình rất là thích, mình rất là Việt Nam đi. Vì ở bên Nhật mình rất là hiếm khi mà các bạn bắt gặp được cái gì đấy, một cái quán ăn mà có cái chỗ ngồi ở phía bên ngoài, mà đặc biệt là người lề đường như thế này nữa, rất là châu Á. Đây là một số quán ăn ngoại quốc như kiểu có đồ ăn Nepal này, đồ ăn Ấn Độ này, Mexico, Brazil, rồi cửa hàng quần áo cũ, cửa hàng Việt Nam kìa, thấy không? Cái khu này giống như kiểu khu chợ quốc tế, có cảm giác cho mình cái cảm giác giống như là đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, cái ngã rẽ Đông Tây, khi mà có cả cái phần nào đấy rất là Âu, cái phần nào đấy rất là Á, ở trên cùng con phố và lại còn cùng trên nước Nhật nữa, kiểu amaze luôn, kiểu làm cho mình ngạc nhiên luôn. Bây giờ thì say hi to my tour guide, chú chó trắng. Dễ thương quá trời. Ở đây còn có một quán Brazil nữa. Trời ơi, đúng là một ngã rẽ Đông Tây luôn, cái gì cũng có. Đồ ăn có từ Âu đến Á. Xong rồi còn có một cửa hàng, quán ăn theo kiểu Michelin Guide nữa. Thời tiết hôm nay quá là đẹp cho du lịch, tuyệt vời luôn. Nhà hàng kiểu Pháp mà còn mang hơi hướng Nhật Bản, Hokkaido and French. Đây là cửa hàng dành cho những bạn mà thích về anime này, quán cà phê anime này. Còn mình không có sở thích về những cái thứ đấy nên là mình không biết được, nhưng mà có lẽ là chắc bạn nào đấy sẽ cần. Còn đây là quán ăn Đài Loan này. Trời ơi, trà sữa nọ kia, xếp hàng mù mịt luôn. Đồ chất thú ở kia kìa. Thật ra là cả ngày hôm nay đi chơi mình nên là kiểu cảm giác cũng tương đối là nhạt nhẽo. Nhưng mà sau khi mà đi xong cái con phố này xong á, mình cảm thấy mình vui vẻ hẳn lên luôn á. Thật sự là rất là vui mà. Trời ơi,
quá trời cửa hàng luôn, cả người cũng đông nữa. Rất là vui nha, đông vui đúng nghĩa luôn. Ok, đi tiếp thôi, phía trước còn dài mà. Đó, cream soda, nhìn dễ thương. Wow, steak luôn. Ui, một quán Việt Nam nữa này, phở ngon luôn. Cũng xếp hàng rất là đông luôn, cả Việt lẫn Nhật. Wow, chắc là đến tối mình đến đây mình sẽ đi chơi một lần nữa. Mà nhân cái việc mà có rất là nhiều quán Việt Nam như này thì theo thông tin mình được biết thì là ở Nagoya ấy, có phân nửa là người Việt Nam. Đấy là theo cái cách nói của người Việt Nam bên này. Ý là ở đây không phải là phân nửa là người Việt Nam, mà có nghĩa là người Việt Nam sống ở Nagoya rất là đông, và gần như là đông gần như là nhất ở Nhật Bản này rồi. Thành phố mình thấy là phóng khoáng, tự do, rồi cũng thoải mái nữa, nhộn nhịp, đông vui. Nagoya thì với mình không phải là một thành phố quá lớn, nhưng mà lại dân rất là đông luôn, và nó đem lại cho mình cái cảm giác là nhộn nhịp, đông vui, mà không quá xô bồ, không quá tranh giành như Tokyo. Ok, mình như đã hứa, mình sẽ quay lại quán cà phê này, Canon Coffee. Có vẻ là một quán cà phê thú vị, bởi vì tất cả đều là bằng gỗ, nội thất nọ kia. Wow, nhìn trông cũng rất là dễ thương nữa, là muốn vô đây uống thử. Ở đây có bán cà phê này, bánh snack này, và đồ uống, tất nhiên là đồ uống cơ bản rồi. Dạ, cái gì cũng đồng bộ ấy, nhìn dễ thương thực sự. Bây giờ thì cũng tầm chiều chiều, nên là mình muốn tìm một chỗ để nghỉ chân một chút trước khi lên đường đi tiếp. Nên là vô một quán cà phê để uống cốc trà nóng bây giờ cũng là một sự lựa chọn rất là tuyệt. So với mặt bằng chung các quán cà phê thì quán cà phê này giá rổ cũng không rẻ đâu nha. Nhìn thì rất là bình thường, nhưng mà giá rổ thì như là đã tính cả tiền phục vụ vào rồi, nên là tương đối là đắt. Bởi vì vô đây vào đúng dịp năm mới, nên là mỗi khách hàng ở đây sau khi mà thanh toán trên 1 sen, tức là 1.000 yên, thì sẽ được tặng một cái thẻ xăm. Thẻ xăm là gì thì các bạn hãy xem cái video lần trước của mình, tuần trước của mình có nói. Thì đây là một kiểu fortune teller. Một kiểu tức là bạn sẽ cào cái thẻ xăm này để biết được là năm nay mình tốt hay là xấu. Tất nhiên là chỉ for fun thôi, để vui thôi, không có gì cả. Bây giờ trong lúc chờ cà phê và đồ uống thì mình sẽ cào cái thẻ xăm này để xem là nó nói gì về mình nha. Vừa lúc mà có đồ uống đến nên bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là một miếng bánh trà đen, và mình cũng gọi là trà đen nữa. Trà đen, bánh cũng trà đen luôn. Và đây có free wifi nhé. Lại là một quầy chung cát. Năm nay có vẻ như là chung cát rồi. Rất là đáng yêu. Mà cái này sẽ giữ làm kỷ niệm. Trà ở đây để nguyên cả túi ở trong cốc. Nghe nói đây không phải là trà đen.
mình không biết là wakocha thì uống như thế nào. Mình sẽ uống cái này đây, để đặt cái này ra, pha sữa vào. Trà khi mà không có sữa thì nó kiểu kiểu cái gì. Cái cốc xinh không? Trời ơi, có ngủ nè. Dễ thương không? Thơm, trà rất là thơm. Cho sữa vào. Quán cà phê kiểu này cũng hay, thoải mái, có chỗ ngồi ngoài trời, rồi mọi người thoải mái ngồi trong chỗ, chỗ mà thoải mái. Ngày hôm nay cứ tưởng là đi Nagoya. Kiểu là chán lắm, bởi vì là đi đâu cũng thấy người ta đóng cửa ấy, nhưng mà đi ở đây thì thấy rất là đông vui, cảm thấy ngày hôm nay thực sự là không lãng phí. Bây giờ thì enjoy. Mọi người đông quá, mọi người vào cái bóng luôn. Bây giờ thì mình đã quay trở lại với cả ga Nagoya để tiếp tục đi tiếp. Ngày hôm nay vẫn còn dài mà, bây giờ mới là buổi chiều thôi các bạn. Nên là đi của mình nha. Bây giờ thì đi tiếp đến JR Center Tower. Ở trên này thì có khách sạn Nagoya Marriott. Khách sạn Nagoya Marriott thì đáng là tối nay là mình định ở lại đây, nhưng mà mình nghĩ là Nagoya thì cũng không đến mức rộng mức để cho mình ở lại đây đến ngày thứ hai, nên là mình sẽ để một dịp khác. Ngày hôm nay thì mình sẽ lên trên này để quan sát thành phố và ngắm hoàng hôn. Và đây là một cái điểm ngắm hoàng hôn miễn phí nha các bạn, nên là không cần phải bỏ tiền ra để mua vé để lên cao, nhưng bạn vẫn có thể ngắm một phần nào đấy thành phố từ trên cao xuống, nhìn rất là phê. Hoàng hôn đã bắt đầu buông rồi đấy, nhìn rất là đã đúng không? Đúng là một nơi rất là tuyệt, vừa miễn phí mà lại còn vừa giúp mình có thể sốc lại tinh thần được nữa chứ. Rất là tuyệt. Lúc này mà có một ly champagne nữa thì nó là best luôn. Bây giờ thì quay lại sự náo nhiệt của đường phố, mình sẽ đi đến điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay. Đấy chính là Midland Square. Ở trên Midland Square này thì có một nơi mà nhất định bạn nào đến Nagoya phải đi một lần, đó là Sky Prometheus. Chào các bạn, lại là mình đây. Bây giờ thì mình đang đến với điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay là Sky Promenade, tòa nhà cao nhất Nagoya. Và bây giờ mình đang tiến đến tầng thứ 46. Ráng sợ lắm các bạn. Mình thì sợ độ cao rồi chứ. Chỉ cần đi qua cái quả thang máy thôi mình đã thích tiền đình rồi. Bây giờ mới leo lên đây không biết là sao. Wish me luck.
đến 6 đó. Rồi đi theo nữa hả? Vé là còn 47 đúng không? Lại chưa? Ôi nó đẹp vãi. Ôi đẹp vãi các bạn. Wow, すごい. Đây là Nagoya. Nagoya về đêm các bạn. Wow, so far so good. My God, goodness. You can see everything. You know the love down there. Gosh, this is 47, I guess. You might be sick anyway. My God, so beautiful. We down here. My God. Very romantic spot. But not for travel alone, you know. Some people might find this helpful. Some people don't. Just my gosh. Everything here. So weird. Weird to say that. Các bạn ơi, nó chỉ có kính ở xung quanh thôi. Chứ mà trên trần này không hề có kính nha. Gió vẫn lùa vào như bình thường và rất lạnh. Mình có cảm giác cái chỗ này chỉ dành cho cặp đôi thôi. Chứ không thể nào mà dành cho một người đi du lịch một mình như mình được. Bởi vì nó rất là lạnh. Nó rất là đẹp. Nhưng mà chỉ đẹp khi mà có hai mình thôi. Chứ còn một mình đi như mình thì chỉ thấy sợ thôi. Con mà sợ độ cao và có khả năng bị tiền đình nếu như mà đi lên cao như mình ấy, thì hôm nay đúng là kiểu một trải nghiệm hơi bị over so với cái sức của mình. Nhưng mà không sao, bởi vì nó đẹp nên là mình sẽ ráng đi tiếp. Có một chút thông tin dành cho các bạn mà chưa biết về cái tháp này. Thì đây là một cái tháp quan sát ngoài trời nằm ở tầng 44 và 46 của Midland Square. Và từ cái tháp này thì các bạn có thể ngắm toàn cảnh 360 độ khung cảnh về đêm của thành phố Nagoya. Và cái tháp này giờ mở cửa của nó tương đối là muộn nhá, nên là nếu bạn nào mà đến quá sớm thì cũng không được lên đâu. Và thường ấy thì trong khoảng thời gian từ 7 đến 9 rưỡi thì cứ 30 phút một lần ở đây sẽ tiến hành phun sương. Cái màn sương chuyển đổi nhiều màu sắc ấy, kết hợp với cả khung cảnh ban đêm ấy, thì sẽ tạo nên một cái không gian vô cùng huyền ảo, vô cùng lãng mạn.
và nơi đây là địa điểm cực kỳ lý tưởng nếu như bạn muốn đến đây với cả người yêu. Nhưng mà như mình đã nói, nó chỉ tốt cho cặp đôi thôi, chứ còn lên đây một mình gió thổi bay người đấy các bạn ạ, đặc biệt là vào mùa đông. Ngoài trời bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 6 độ, 5 hay 6 độ gì đấy, nhưng mà gió nó vẫn lù ào 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 ào. Bạn nào nghe được thì sẽ thấy. Một thông tin nữa mà mình nghĩ là chắc là bạn nào đấy sẽ cần, bởi vì cái tháp này nó cao 247m và nó cao gần như là gấp đôi cái tháp hôm nọ mình đi. Tức là cái tháp, tức là cái tòa nhà Umeda Sky Building ở Osaka ấy. Và cái tòa nhà này nó cao gần gấp đôi cái tòa nhà đấy, thì các bạn hãy tưởng tượng là cái nỗi sợ của mình nó là chính đáng nhé. Thật ra là mình không có ý gì với những bạn không sợ độ cao đâu, nhưng mà với một người bình thường như mình thì cũng tương đối là hãi đấy. Không phải lên đây chỉ để ngắm cảnh không đâu. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà cũng có phần nào đấy tiền đình đấy. Không hổ danh là tòa tháp cao nhất Nagoya. Nhưng mà tòa tháp này vẫn còn kém Abeno Haruka ở Osaka nhé. Và hôm tới mình sẽ làm video về Abeno Haruka và đảm bảo sẽ sốc tận óc hơn cái tòa tháp này. Mình cũng tin rằng mình sẽ lấy đủ can đảm để đi nốt cái tòa tháp đấy. Nên là mong rằng các bạn hãy ủng hộ cho mình ở trong cái video này đi đã. Rồi tiếp đến mình sẽ đến Abeno Haruka để review cho các bạn. Đấy, mọi người đã nhìn thấy bầu trời ở phía trên đỉnh của tòa nhà này chưa? Gió vẫn lùa vào đây nhá, và rất là lạnh. Nên nếu ai đến đây mùa đông thì nhớ mặc áo ấm trước khi lên. Sẽ để cho các bạn lưu luyến thành phố này một chút nữa trước khi tôi rời đi. Gần 24 giờ ở thành phố này là một trải nghiệm hết sức là đáng nhớ. Nó không quá ngọt ngào, nhưng mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chỉ có mỗi là đi tìm đường hơi khó một xíu xíu, còn lại thì mọi thứ tương đối là ổn. Nagoya rất là đông người, nhộn nhịp. Và nếu bạn có thời gian mà du lịch Nhật Bản thì đừng quên ghé qua Nagoya nhé. Chắc chắn là món gà Gochin sẽ giữ chân bạn lại đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và đừng quên bấm nút like và nút subscribe ở bên dưới, bởi vì mình sẽ còn quay trở lại vào tuần sau. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Goodbye and Happy New Year. See you next week.